Phản ứng của Hoàng Minzy khi được khuyên mang bầu lần 2 làm ai nấy đều bật cười. Bầu nữa đi ạ. Đừng có quá đáng với chị đi. Chăm chỉ kiếm tiền nhờ bán hàng online. Hòa cảm thấy là Hòa rất là thích bán hàng. Chứ bây giờ mình thấy mình phù hợp việc bán hàng như này. Chất liệu chẳng có gì đặc biệt, kiểu dáng cũng không có gì ấn tượng cả, nhưng căn bản nó rẻ nha mọi người ơi. Tháng 2 năm 2022, Hoàng Minzy bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi với thiếu gia Minh Hải. Sau 5 năm gắn bó khiến đông đảo khán giả vô cùng tiếc nuối. Trở thành mẹ đơn thân, nữ ca sĩ rất chăm chỉ làm việc. Bên cạnh việc tất bật chạy show, giọng ca trời bỏ còn lớn sân sang lĩnh vực kinh doanh online. Khi livestream bán hàng và chia sẻ về chiếc đầm mình từng mặc khi chuẩn bị đi sinh con trai đầu lòng, cô nàng bỗng dưng bị một khán giả khuyên mang bầu lần 2. Nữ ca sĩ liền vui vẻ đáp lại rằng bầu nữa, đừng có quá đáng với chị, khiến ai nấy đều bật cười với sự dễ thương và duyên dáng của cô. Trước đó khi gặp một số ý kiến trái chiều về chuyện bán hàng online, Hoàng Minzy đã có những chia sẻ rất thật lòng. Thật sự là hiện giờ trong cuộc sống của Hòa có nhiều mục đích để Hòa sống, cũng như là có nhiều mục đích để Hòa dùng tiền của mình để chi tiêu. Thế cho nên Hòa muốn phát triển thêm một cái lĩnh vực ngoài việc ca hát chính của mình. Cô mong muốn sẽ có nhiều nguồn tiền lưu động để dùng trong mỗi trường hợp khác nhau, trong đó có những mục đích về xã hội. Thế cho nên khi nữ ca sĩ kiếm được nhiều tiền hơn so với ngày xưa và làm được rất nhiều chuyện có ích cho xã hội, những việc làm để báo hiếu cho gia đình, bố mẹ và chăm sóc con cái, làm nghề và ra MV và tất cả mọi thứ. Nhờ sự duyên dáng, khiếu ăn nói hài hước của mình nên người đẹp nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Chốt đơn việc mẹ bỉm không sợ đánh mất hình tượng một nữ ca sĩ nổi tiếng mà vẫn chăm chỉ livestream bán hàng kiếm thêm thu nhập, đã nhận được vô số lời khen từ khán giả. Tư duy độc lập và tính cách cần mẫn, không sợ khó ngại khổ của nữ ca sĩ thực sự gây ấn tượng mạnh đối với công chúng. Cô nàng cũng từng chia sẻ rằng đã cố gắng chăm chỉ rất nhiều để bé Bo và gia đình có được cuộc sống đầy đủ nhất. Bên cạnh việc chăm sóc con và kinh doanh, mẹ Bo Thúi vẫn dành thời gian đầu tư cho nghệ thuật. Tại vòng đề cử giải Mai Vàng lần thứ 28, giọng ca gốc Bắc Ninh nhận được đề cử ở hạng mục nữ ca sĩ với MV Người Đến Sau. Được biết MV Người Đến Sau của Hoàng Minzy là một sáng tác của nhạc sĩ Hùng Quân, ca khúc với giai điệu ballad sâu lắng, ca từ tinh tế, ý nghĩa như một câu chuyện tình, được thể hiện đầy tự sự và trải lòng bởi cô nàng. MV của nữ ca sĩ đã đạt được hơn 2 triệu view sau hơn 4 tháng ra mắt. Cô được coi là một ứng cử viên nặng ký ở giải Mai Vàng thứ 28 năm 2022. Đây có lẽ cũng là một tin vui những ngày cuối năm đối với Hoàng Minzy. Mẹ bỉm không chỉ thành công trong việc lột xác hình ảnh ngày càng sang chảnh và xinh đẹp, mà cô còn cho những người thân xung quanh có được cuộc sống sung túc. Trước đây nữ ca sĩ khiến mọi người trầm trồ khi liên tục bỏ chi phí xây dựng biệt thự hoành tráng cho bố mẹ ở Quảng Ninh. Trong ngày sinh nhật của mẹ, giọng ca Trời Bỏ đã mạnh tay chi tiền mua xe hơi riêng tặng cho đấng sinh thành, đính kèm hình ảnh bố mẹ vui vẻ trong ngày nhận xe là dòng tâm tình của nữ ca sĩ. Khán giả vô cùng ngưỡng mộ tấm lòng hiếu thảo và biết nghĩ tới bậc sinh thành của cô nàng. Hình ảnh bố mẹ người đẹp rạng rỡ tươi tắn được đăng tải đã là minh chứng rõ ràng nhất cho cuộc sống sung sướng nhờ phúc của con gái. Theo như hình ảnh thấy được, xe hơi Hoàng Minzy tặng có màu đen và diện tích khá rộng rãi phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày. Cô nàng cũng nhận cơn mưa lời khen khi phụ giúp gia đình sửa sang lại nhà cửa tại quê nhà. Không chỉ chi tiền trang trải cuộc sống mà cô còn quan tâm đến sở thích của những người quan trọng để đem tới món quà thiết thực và ý nghĩa nhất. Đây được xem là căn biệt thự hoành tráng nổi bật tại quê nhà Bắc Ninh. Dù có xuất thân bình thường nhưng nhờ vào quá trình hoạt động siêng năng và may mắn nên người đẹp đã có khả năng chăm lo cho người thân mà không cần bận tâm quá nhiều. Chắc chắn trong thời gian tới, nữ ca sĩ sẽ còn lao động hăng say hơn nữa để gia đình thêm hạnh phúc và báo hiếu bố mẹ nhiều hơn nữa. Bằng khiếu hài hước và khả năng nhanh nhạy của mình, Hoàng Minzy luôn trả lời được những câu hỏi hóc búa như bầu nữa đi ạ, một cách nhẹ nhàng, tinh tế, chiếm trọn cảm tình của fan. Bên cạnh việc kinh doanh, sự nghiệp ca hát của cô cũng gặt hái được nhiều thành công trong năm 2022.